Xin chào tất cả các bạn. Thì các bạn vừa được xem video lật chơi nước giải Rubik khá là ảo. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái màn ảo thuật vừa rồi nhá. Thì để làm được cái trò đấy thì chúng ta cần phải biết lật chai nước và giải Rubik trong 1 giây. Đó, lật chai nước thì các bạn có thể xem trên mạng, cách lật rất là dễ thôi, cho một ít nước vào và các bạn tập lật là được. Còn cái giải Rubik này thì các bạn phải tập nhá. Đầu tiên các bạn cần phải biết cái bước setup nó như thế này. Lên. Sang bên này, lên các bạn. Bên trên thì sang bên này, bên dưới sang bên này nhá. Rồi bây giờ các bạn setup xong nó như thế này, nó nhìn nó khá là lộn xộn nhưng mà khi bước giải thì chúng ta chỉ cần làm thế này thôi. Đó, làm ngược lại bước vừa rồi nó thì là được. Khi làm nhanh nó sẽ như thế này. Đó, các bạn thấy ảo không? Đó, thì các bạn kết hợp với cái bước lật chai nước này. Các bạn ném lên cái sau tay các bạn xoay thế luôn, các bạn xoay nhanh vào, các bạn tập nhiều được. Lật chai nước này, xoay luôn nó. Thì cái setup này các bạn cho xuống này rồi các bạn đồng thời hai viên này các bạn, hai cái tay này các bạn đẩy đồng thời luôn nó thì nó sẽ nhanh. Cho xuống này, đẩy đồng thời này, cho xuống luôn. Đấy, làm nhanh là sẽ như thế. Đấy, làm nhanh là sẽ như thế. Cái này các bạn tập nhiều được nhá. Đó, cứ thế là được. Bạn cứ tập như thế là được. Đó, và đó là những gì mà mình muốn chia sẻ trong video này. Nếu các bạn thấy video hay có thể cho mình một like và đăng ký để mình có thêm những động lực làm thêm những video hay hơn, bổ ích hơn. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.